cảm ơn mà. Lì xì cho bà con. Gửi tiền như lì xì cho bà con. Đúng là vừa nướng xong mình ăn tại chỗ luôn, rất là ngon luôn bà con. Đây là cái mới nữa nè ha. Ủa, bánh mì hay bán bún? Bánh nước luôn hả? Rồi có bán bánh mì bên kia không? Rồi, à, bán cho anh hai ổ bánh mì thịt đi. Dạ. Nóng này bữa nay là nhiêu, bao nhiêu một ký hay gì? 150 một ký. Dạ. Còn mắm này là mắm này là đu đủ. Dưa gan hả? Dạ, này là mình giá sao hay gì? 60 ngàn một ký. Còn đây mắm cá chốt nè, ngon lắm nha bà con. Giữ khoảng luôn hả? Gào mạnh với ta. Bây giờ hết tiền rồi đâu có còn nữa đâu mà trong tài khoản có đâu rồi chị. Có thiếu đi ha, chuyến sau lên ghé trả được không? 5 ngàn nữa tặng thêm một con. Cũng được quá ha. bao nhiêu một ổ? 5 ngàn một ổ. 5 ổ. Rồi 10 ngàn hả? Rồi. Hỏi là phải mua đó. Hỏi là phải mua hả? Trời ơi, không mua là quánh lên luôn hả? Ôi, con gái cảm ơn là dữ quá ta. Chào bà con cô bác nha. Hiện tại Bước Chân Miền Tây cùng với anh Đốt Nhà Quê, hai anh em đang ở địa phận của chợ Cái Mơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đây là cảnh ở trên một cái cây cầu trước khi vào chợ nè bà con. Cảnh sông nước nhìn rất là đẹp luôn á. Hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2022, cũng là ngày 20 nha. Ngày 19 Tết tháng 12 tháng chạp, thì mấy hôm trước Bước Chân Miền Tây có nói nhầm là ở ngày âm á, thì cũng xin lỗi bà con cô bác nha, cũng nhờ bà con vô bình luận nhắc Bước Chân Miền Tây. Xuống cái cầu nhỏ này thì chúng ta sẽ vào chợ Cái Mơn. Đây là cái chợ đầu tiên mà Bước Chân Miền Tây đi về tỉnh Bến Tre. Phát âm đúng là Bến Tre. Mà người miền Tây của mình nói là Bến Tre không à. Có người ta gọi là Bến Te nữa. Đây là quang cảnh ở phía trước cầu chợ nè. Có một chú bán
bán mít. Chú bán hả chú? Đây. Là con quay chợ miền Tây chứ. Sáng giờ bán được hay chú? Được. Dạ. Chợ nay mình đông không chú? Chợ nay chưa có đông, chợ 25 đã lên kìa. Dạ dạ dạ. Chợ nay chưa có bán trái cây nhiều chưa? Dạ. Dạ. Nên chưa có lấy hàng. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nha. Rồi đây là chính là đoạn đường chính đi vào chợ Cái Mơn nè bà con. Đây trái cây trước chuối. Chuối mít hỏi. Hello chị. À, chị trốn luôn rồi kìa. Ủa tới đây sao có nhạc rồi? Có nhạc rồi nghỉ nói chuyện luôn. Chợ mình thấy chợ quê á bà con. Người ta đang chạy xe cũng lai ga đi chợ. Sáng nay cũng 7 giờ rưỡi. Rồi bán bánh tráng hả bà hai? Bán bánh tráng không? Dạ. Ờ bên đây có, bên kia có bà bán chuối nữa kìa. Dạ còn bà cụ bên kia là bán chổi hả? Ủa ở đây sao mình toàn người lớn tuổi không à? Dạ bà ngoại bà nội không à? Bà năm nay bao nhiêu tuổi bà? Nay 7 mấy tuổi. 7 mấy. Dạ còn bà ngoại bên kia bao nhiêu tuổi? 70. Dạ. Còn bà cụ bên kia? Dạ. Trẻ chứ đó. Bà cụ bên bán chổi là bao nhiêu tuổi? Bà cụ bên kia nhiêu tuổi bà cụ? Dạ bà cụ ngại bà cụ trốn luôn rồi. Con ở đâu con? Dạ tụi con ở An Giang, con đi vòng vòng miền Tây, con quay chợ miền Tây á. Mấy bà bán tới chiều không? Không. Tới khoảng mấy giờ? Nắng trưa nắng tới bán về còn. Dạ. Ủa bán gì có buổi sáng à? Dạ dạ dạ. Vậy bán dán bán buổi sáng vậy mình đủ tiền rồi sắm vàng không bà ngoại? Con có bữa không bán được đồng dạ. Bạc nào hết trơn. Trời ơi. Bữa nay chợ đông. Có bữa không bán được đồng nào luôn hả? Bữa không bán được đồng nào hết trơn, dọn ra cái dọn vô. Chú vô đây bác nghĩ. Dọn ra rồi dọn vô. Rồi có rồi sao đủ mấy bữa đó rồi sao có tụ tiền mua gạo? Dạ. Dạ. Con nó nuôi. Dạ con cháu nuôi ha. Dạ. Ôi tội nghiệp ghê không? Tại vì giờ bà bán cũng là nhà dân nghệ chơi với để nhà nằm bệnh. À vậy là ở nhà cũng có con cháu nuôi ha. Dạ dạ. Dạ. Dạ đi làm đi cho khỏe ha. Ừ, dạ dạ. Làm gì để cho nó. Dạ dạ dạ. 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 Bánh tráng mà ăn liền không bà? Rồi để mấy con mua ủng hộ cho bà nha. Dạ lấy con hết đi. Rồi bà bên đây có con cháu nuôi giống bà bên đây không? Không có cháu. Không có cháu hả? Không con hả? Dạ dạ. Dạ dạ. Không có con hả? Dạ. Dạ 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 thấy mấy bà buôn bán cũng khó khăn ha. Dạ cỡ này dịch bệnh ha. Dạ. Dạ. Không dịch. Dạ con dạ. Cái dịch này mình xin lắm rồi. Dạ. Dạ con đi xa quá, con sách không nổi, con lì xì cho bà mỗi bà là 200.000 ha. Dạ, dạ mình nhận cho con vui tiền nè, tiền của chị Điệp ở bên Mỹ, con lì xì cho bà 200.000 luôn. Dạ. Buôn bán cực khổ. Dạ, dạ cảm ơn chị Điệp ở bên Mỹ á. Cảm ơn bà Điệp. Dạ. Dạ chị gửi tới bà con mình á. Dạ. Dạ, cố ít lòng nhiều. Dạ, nhận cho vui. Dạ. Dạ dạ, cảm ơn con. Dạ. Rồi con chào bà. Dạ dạ. Ôi bà mừng quá, chạy đi đâu luôn rồi kìa. Đi khoe luôn rồi kìa. Đi khoe luôn rồi kìa. Bà bên đây. Dạ, bà bên đây. Dạ con chào bà ngoại. Sao nãy gặp con quay chạy mất tiêu vậy? Hả? À, bà năm nay bao nhiêu tuổi bà ngoại? 60 tuổi ha. Bán chổi hả? Chổi này mình làm nhà hay sao ngoại? Chổi thì chị lấy vô chị bán chứ đâu có. Dạ dạ. Rồi bán nguyên ngày không? Bán
bán tới trưa. Dạ, một ngày với mình bán mình lời được bao nhiêu hả ngoại? Có khi ôm ra ôm vô nữa hả? Dạ dạ, rồi đứa con lì xì cho ngoại luôn ha, được không? Có chạy không? Dạ rồi, này có dạ dạ mất cỡ hả, để có dịp về con vô chợ quê con lì xì cho bà luôn. Dạ, tụi con ở An Giang, cái này là của chị Điệp ở bên Mỹ á, gửi cho con nhờ con là đi giúp vợ, chung chung là cũng lì xì ủng hộ mấy bà cụ lớn tuổi. Dạ, buôn bán khó khăn dầm mưa dãi nắng ngoài trời. Dạ, con lì xì cho ngoại 200.000. Dạ, của chị Điệp á. Dạ dạ, vui không ngoại? Dạ, cũng đâu có bao nhiêu đâu ha. Dạ rồi, con chào ngoại nha. Hai mẹ con hả? Dạ đúng rồi. Vậy hả? Rồi 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 rồi. Dạ đây có bà nữa nè. Ủa sao nguyên cái dãy nè toàn mấy cụ bán không hả ta? Vậy chứ không có chồng nè, bởi vì có chồng rồi. Dạ sao không thấy hot girl bán? Có ai làm ai cho bà đi nè. Làm ai luôn hả? Ừ, làm ai cho bà đi. Làm ai này không có chồng, đây nguyên đây là toàn băng là chồng chết hả? Làm ai thì chồng thôi. Dạ. Cái này là mày là ta con gái nha, còn này là chồng chết. Ai, chồng chết. Trời, con gái nè hả? Con gái hả? Bà quán cá cửa hàng sao tôi lãnh tiền lì xì nó. Dạ, lãnh đang chờ con lì xì không ạ? Sống một mình mà khổ, không ai thương hết trơn. Sống một mình không ai thương hết trơn hả? Dạ. Không có được hưởng tuổi. Dạ. Mình không có tuổi, không đó, tôi nghiệp lắm, tôi nói vậy. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Đúng rồi. Bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 62. Dạ, dạ. Dạ, bán bánh tiêu qua, vậy một ngày bán bánh tiêu mình lời bao nhiêu? Bánh tiêu hả, lời ngày vài chục ngàn. Sợ một ngày là được vài chục ngàn hả? 50 ngàn không ngoại? Được. Cũng được ha, 50 ngàn thì mua được gạo với cá ha. Ừ. Dạ. Có mình hả? Dạ dạ dạ. Thôi lỡ lì xì hết luôn mấy bà ngoại bà nội đây luôn, nguyên dãy luôn cho vui ha. Của ít lòng nhiều cho vui. Dạ dạ, rồi con lì xì cho ngoại luôn. Dạ. Mỹ gửi tiền gì cho vậy? Dạ, chị Điệp ở bên Mỹ. Dạ, chị Điệp. Ủa bà đó có chồng cho bà già không cho gì? Lấy cho hết nguyên vợ này hả? Dạ, không mà dạ không có cho hết nổi đâu. Bà cho bà luôn không? Dạ, không có cho hết. Dạ là chị gửi là chị giúp mấy bà cụ lớn tuổi thôi, buôn bán cực khổ, ngồi ngoài nắng ngoài mưa. Dạ, chứ không phải là con vô chợ là con cho hết đâu. Không, không người nào mà đúng rồi. Dạ. Đây. Đâu đâu, bên ngoài nói lớn lên cho chị Điệp nghe nè. Năm mới chúc chị Điệp dồi dào sức khỏe. À, chúc cho bà sống tới tầm đó 2 tuổi nha. Dạ. Sống thì Điệp tầm đó 2 tuổi, tầm năm tới rồi về lì xì nữa nha. Dạ. Rồi nghe chị Điệp ơi, chị Lan và Điệp đó. Rồi. Dạ dạ, con cũng cảm ơn mấy bà nha. Dạ. Ở đây con lì xì cho ngoại 200 ngàn nghe, Tết nhất ha. Rồi. Tết hôm nay ăn Tết lớn nè. Dạ, có 200 ngàn con Tết lớn luôn hả? Lớn. Mới sớm mà. Rồi. Mình ngồi mát mình lâu dạ. Có bao nhiêu? Dạ, có gửi lời chúc gì tới chị Điệp không? Đó, gửi lời chúc năm mới. À, chị Điệp có được dồi dào sức khỏe. À, làm ăn phát tài. À, khỏe đẹp, mãi mãi sống nha. Dạ, dạ rồi. Dạ, con cảm ơn ngoại. Lì xì cho bà con. Dạ, gửi tiền như lì xì cho bà con những người nghèo nữa ha. Cảm ơn chị Điệp rất nhiều nha. Dạ dạ dạ, rồi con chào mấy bà luôn nha. Dạ, chào mấy bà nha. Con đi vô chợ quay tiếp. Ờ, mấy bà quá sáng nay quá vui ha. Ở bên kia bán trái cây, ở phía sau là nhà lồng rất là sung luôn á bà con. Nổi tiếng sao anh Gốc? Giới thiệu luôn coi. Ở đây thì nghe nói cảm ơn là thèm Supreme thôi chứ. Có biết đặc sản của cảm ơn là gì không nè? Cái này mình thấy đặc sưởng này, nhưng mà Supreme. Ủa? Ở đây có bán đặc sưởng nè, treo cũng đẳng nè. Đó, ngon. Ở đây chỗ này là bán điểm tâm. Sáng nay anh em chưa ăn sáng nữa. Rồi, và tranh thủ mình vô ha. Nhiều khi dẫn dẫn mấy cô chú ngoài đây tới khi vào trong kia thì ngơi chợ ở đây bán khô. Ừ,
Dạ con chào dì, dì bán khô ngon quá ta. Ồ, khô này là khô gì chị? Khô cá lù đù. Cá gì anh? Lù đù là cái này hả? Cá lù đù hả? Cá lù đù hả? Cá hường, cái đó là nhiêu, 100 gram hay gì? 101 100 gram. 101 1 ký hả? 101 ký. Dạ 101 1 ký. Nè có khô cá kèo nữa nè. Khô cá kèo này có giá bao nhiêu hay gì? 300 à. 300 ngàn ký, này là cá lử châu. Cá lử châu. Kia là mực với tép tôm khô. Rồi con chào dì nha, con cảm ơn dì cho con quay nha. Ở đây có một bà cụ nữa nè. Ôi con chào bà. Chào bà ngoại. Sáng giờ bán được nhiêu rồi bà ngoại? Bán được nhiêu rau nhiêu củ rồi? Ít cậu ơi, chắc chừng 50-70 ngàn vậy ha. Trời ơi. Cái lá này lá gì nhìn cũng quen mà ha. Lá sâm ha. Lá sâm ha. Lá sâm nè, lá sâm miền Tây nữa bà con. Mình dò ra rồi làm sâm mình uống ha. Hồi xưa mình dò bằng tay đó ngoại. Giờ mình cái này là khổ qua đèo phải không ngoại? Qua kìa. Phải khổ qua đèo không? Đẹp lắm luôn. Cái này mình cái này là trồng nhà phải không ngoại? Trồng nhà không ạ? Dạ dạ. Là tất cả mấy cái trái này là ngoại trồng ở nhà không hả? Trồng nhà không á. Ủa khoai ngọt của ngoại trồng luôn hả? Còn khoai này nè. Khoai dạ. Này là khoai gì ta? Khoai từ cùi. Khoai từ cùi. Khoai cùi cùi như này. Ờ vậy là ngoại toàn là bán đồ nhà không à, không có lấy của người ta bán lại không ngoại? Dạ. Rồi. Ngoại ngày bán hết chưa ngoại? Ngoại hôm nay nhiêu tuổi ngoại? Sáu mươi giờ rồi. Ở nhà có con cháu gì không, thấy ai ra tiếp ngoại nè? Có mà nó đi làm. Đi làm hết ha. Dạ. Ồ, ngoài viên ngoại cũng kiếm thêm được vài chục ngàn bán rau ha. Mà bán tới chiều không? Không có, bán tới bán mấy chín giờ. Dạ. Bán mấy chín giờ thôi hả? Rồi nói thiệt với con coi, một buổi vậy mà bán lời khoảng bao nhiêu bình quân á? Đồ nhà bán. Dạ dạ. Đồ cũng được. Dạ. Cũng đường trăm mấy hai trăm ha. Dạ. Rồi có bữa nào ngoại nghỉ bán không? Có. Bữa là không có rau mình hái á. Có rau thì mình không có đi bán. Rồi rồi. Vậy là mình hái được thì bán, bữa nào không hái được cái nằm ở nhà. Ừ. Dạ. Đây. Có người mua cho ngoại luôn rồi kìa. Dạ. Của năng. Của khoai ngọt, khoai ngọt. Bao nhiêu cũng bán hết. Con đi xa quá, con mua không tiếp cho ngoại được. Con lì xì cho ngoại 200 ngàn. Thôi. Dạ, tiền này là tiền của chị Điệp ở bên Mỹ. Gửi về để ủng hộ tinh thần cho mấy bà cụ lớn tuổi buôn bán cực khổ khó khăn á. Ngoại nhận ly cho như tiền lì xì nha. Dạ, cô cảm ơn nhiều. Dạ, dạ, lì xì Tết, cô ít lòng nhiều, dạ. Rồi, con chào ngoại nha. Dạ, quá mừng đó ngoại. Cảm ơn nhiều. Dạ, rồi, dạ. Rồi, con chào bà. Ồ, vú sữa xoài nè. Cái mơ mình là nổi tiếng là trái cây hả gì? Phải không? Mà bữa nay con thấy ít trái cây quá à. Dạ. Vậy là gì? Gần Tết mới nhiều hay gì? Dạ dạ, là xứ mình là xứ trái cây quá à. Dạ, cảm ơn. Dạ. À, nổi tiếng là sầu riêng. Sầu riêng chứ không có sầu chung nha. Dạ. Yeah. Có sầu riêng kìa. Không, mình thấy trái nhỏ quá. Mà thơm lắm chứ. Thơm lắm. Chứ bà thường mình nghĩ sầu riêng trái bự mới ngon á. Ôi đây có bánh mì nè, đói bụng quá trời luôn rồi, ăn bánh mì anh Góc ơi, bánh mì thịt đó ta. Ôi ơi. Bánh mì gì đây, bánh mì. Hello, cô bán bánh mì. Ủa, bánh mì hay bán bún? Dạ, bán bún. Bánh nước luôn hả? Rồi có bán bánh mì bên kia không? Rồi, à, bán cho anh hai ổ bánh mì thịt đi. Bao nhiêu một ổ? Dạ, 15.000 một ổ. 15.000 một ổ. Bánh nước đi. Gì vậy? Hai ổ bánh nước đi. Ủa, tôi kêu mua bánh mì rồi. Bánh mì hả? Ừ. Bánh mì, bánh mì. Của chú bên kia hả? À chú đây. Rồi chú bán cho con hai ổ bánh mì. Hai ổ bánh mì lát ra dĩa hàng ngồi gặm luôn. Dạ ớt luôn.
À, chú quay YouTube con. Bao nhiêu một ổ hay chú? 15.000 một ổ. Dạ. Đang mua bánh mì mình thấy có bà cụ đi lụm đồ chai nhựa nè. Bà ơi, bà đi lụm đồ này bà bán hả? Dạ. Dạ con cho bà 200.000. Dạ. Dạ đừng gạt con, dạ không có sao đâu bà. Rồi rồi bà đi tiếp đi. Bà cụ cũng lớn tuổi á. Bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 76 à. Dạ dạ rồi rồi. Chào bà, chúc bà sức khỏe. Dạ dạ. Đây là bánh thanh long kìa. Rồi. Có bà cụ bán thanh long nữa nè. Đây con chào bà. 3k 10k là sao bà? 3 ký 10 ngàn. 3 ký 3k 10k không hiểu. Sáng giờ bán được không bà? Bà 2. Dạ là... Bán rẻ mà bán ới hả? Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà hai? 78 tuổi. Dạ 70 mấy tuổi. Có con cháu gì ra tiếp bà không? Thấy bà bán một mình nè. Bà đi một mình, bà bán một mình nè. Không có cháu, ở chung với cháu rồi chứ bà. Ở chung với cháu hả? Không có con hả bà hai? Dạ dạ. Ủa sao chợ mình nhiều bà cụ lớn tuổi bán đồ không ta? Trẻ thì ít mà cụ thì nhiều á. Sao hay chú? Là con cháu đi làm công ty hết hay sao? Đi làm kiện á. Dạ thấy chợ mình nãy giờ vô tới đây là bà cụ đi, nhiều bà cụ lắm á. Nhiều bà đó. Dạ dạ. Thêm bà, mấy bà đi còn mạnh khỏe lắm, phải tấm tụng nó lên. Dạ dạ, mà mạnh quá mạnh luôn. Dạ một ngày vậy mình bán là mình lời được bao nhiêu heo bà? Cái này của nhà con mà. Dạ của nhà bán. Chú bán thanh long hả? Ồ bán căng rồi hả? Rồi, vậy là toàn mấy bà toàn ở chồng ở nhà rồi đem ra bán không à. Dạ 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 dạ. Anh Gốc có mua tiếp bà không? Anh Gốc mua tiếp chuối đi. Dạ dạ. Lấy con này chuối đi. Bà nhìn kìa. Dạ lấy con này chuối thiệt. Mấy tụi nó mua rồi. Dạ dạ. Là bao nhiêu nãy hả bà? 1 ký á. 1 ký hả? Dạ. Là bao nhiêu ký? 20 ngàn. Nãy này ký 2 không? Rồi, nãy giờ tôi lì. Nãy giờ tôi lì xì rồi, giờ tôi nhờ anh Gốc ơi. Rồi. Con lì xì cho bà 200.000. Dạ, không phải tiền của con đâu, tiền của chị Điệp ở bên Mỹ. Dở về lì xì cho bà con, mấy bà con lớn tuổi á, như bà ngoại gì đó. Dạ dạ, cụ hết lòng nhiều. Dạ, mấy bà buôn bán cực khổ. Con bao nhiêu tiền nè? Dạ không, đó là phần của chị Đẹp bên Mỹ. Còn đây dạ, là con mua. Dạ, anh Gốc mua, dạ. Anh Gốc mua ủng hộ. Hai anh em gửi hai anh em mà bước chân miền Tây đại diện. Dạ dạ dạ. Dạ cô Đẹp bên Mỹ. Dạ dạ. Dạ dạ, rồi con chào bà. Dạ. Cô Đẹp bên Mỹ gửi cho mình. Không có con, mấy người cô bán bậy cũng khỏe. Dạ dạ dạ. Con của này thôi. Dạ. Hai anh em đi thì thì cũng tội nghiệp anh Gốc, mình cho tiền không à, mà anh Gốc không có gửi thì cũng tội nghiệp, cũng khó quay mà. Ừ. Hai anh em thì bước chân miền Tây là đại diện. Ừ, vấn đề cái nhạy cảm đối với Gốc thì tại bà con cũng thương cho Gốc nha. Có một số khán giả hỏi sao anh Gốc không cho, tại vì bà con gửi về giờ cho bước chân miền Tây cho hai anh em đi chung, hai anh em đi chung á. À, nhưng mà kênh của anh Gốc là riêng, nhưng mà khán giả tưởng một kênh của bức tranh miền Tây. Nói chung là gửi, là nhắn gửi thì gửi cho hai anh em không à. Ô đổ bánh kìa. Dạ bánh gì đó cô? Bánh thằng ông ha. Bánh 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 kẹp ha. Bánh kẹp. Dạ, không biết không, giờ bộ hỏi. Bao nhiêu một cái hay gì? Mình có một khuôn mà gì mới làm được một cái à. Mới có một cái à. Dạ, một cái là bao nhiêu? 7.000. 7.000 dạ.
để cho con ăn, con ăn thử luôn đi, ăn thử tại chỗ luôn đi, tính mua tiếp gì mà mới có một cái à, cho con hả? Dạ con nói giỡn nha. Dạ ăn thử luôn gata ngon không? Rồi ở góc con quay luôn rồi đó. Ngon chưa? Ngon quá. Nó là phải ngon này hay gì? Ngon cái đất hàng nó ngon cái nào đấy không? Hương vị miền Tây bánh kẹp ngon quá. Ăn hết nha, không bỏ miếng nào nha. Ngon, đúng là vừa nướng xong mình ăn tại chỗ luôn, rất là ngon luôn bà con. Đây là cái mới nữa nè ha. Tại thường thường cái này mình nướng bằng bếp than á gì? Bếp than mình này gì nướng bằng bếp lò xô. Dạ gửi cho gì 10.000 đi, khỏi thối rồi tụi con. Dạ, một cái thôi. Một cái 7.000, dạ. Thôi một cái thôi. Một cái à? Anh không có biết ăn đâu. Không biết ăn đâu. Dạ con chào gì nha. Khỏi gì hết. Thôi khỏi công cô ngồi ngồi coi con ăn nãy giờ. Rồi. Dạ. Dao mới thấy bộ dụng cụ của nhà vườn. Dạ. Rồi bán tục bình không? Đây là cái này gọi là tục bầu. Tục bầu, còn cái này là lục bình đúng không? Ngón lục bình đúng không? Ngón lục bình. Ngón lục bình. Nước này, nước này. Nước xương đi. Trong nhà hả vậy? Lục bình đó hả? Dạ mấy cái này là chắc nhiệt độ nhà không ha. À, không à. Dạ. Dừa tươi. Ừ. Xíu dừa bánh đa. Mấy trái à? Có hai. Bánh mì. Dạ bán con trái dừa đi. Dạ. Con lấy con trái một rồi gọt lên cho con luôn về thử dừa. Dừa cảm ơn. Cảm ơn. Gọt luôn cho anh quốc luôn. Uống thử luôn được không? Có ông hút không vậy? Không ạ, à, dạ. Bán đem về nhà không? Dạ bán đem về nhà không à, đâu có uống thử tại chỗ đâu. Dạ. Dạ, uống được thôi, để bọc đi. Bao nhiêu một trái vậy? 8.000. 8.000 một trái. Có con 10.000 thôi. Rồi, cảm ơn. Rồi con chào gì nha. Đây bán quần áo, ở đây có cái hẻm nữa nè. Bên đó có chợ không ta? Thấy có xe chạy á. Bên đó cũng là một hướng đi thẳng vào khu chợ cá, khu chợ Nhà Lồng. Ôi, trái cây quá ngon, đặc sản chợ Cái Mơn. Hello, hello chị xinh đẹp, chị bán gì đây? Bán khô. Bán khô hả? Ôi, khô. Khô ngon quá luôn nè. Bán khô. Bán khô. Này khô cá lóc xong hả chị? Cá lóc đồng. Cá lóc đồng hả? Giá bao nhiêu một ký? 190 một ký. Rồi. Này là khô ngọt nè. Cái này là đủ Tết này là không mở. Bán ngon luôn đó. Góc ủng hộ cho chị gái không? À, thấy anh đi. Ở căng căng cho 50.000 khô coi thử được mấy con. Lát tao đem về nhà trọ tao để cho nó thơm bum lên cái phòng trọ luôn. Thơm bum lên. Lại đi về tới An Giang lận. Ở nửa ký đi, nửa ký là nhiêu ta? Nửa ký là 95.000. Ủa nãy nghe nói có 190 ký hả? 95 phải rồi. Ờ 95 hả? À. Thôi lỡ nửa ký trăm đi chịu không? Để giá luôn á. Thôi căng 100.000 đi. Rồi bán thiếu không? Giờ lỡ hết tiền rồi nè. Bán khô chuyển khoản luôn hả? Trời mạnh với ta. Bây giờ hết tiền rồi đâu có còn nữa đâu mà trong tài khoản có đâu rồi chuyển.
Ủa thiếu đi ha, chuyến sau lên ghé trả được không? 5.000 nữa tặng thêm một con luôn. Tặng một con luôn. Mà bán thiếu không? Không, ở đây không có bán thiếu. Cô bên kia trả lời dùm, không có bán thiếu. Thiệt tình nói trả lời dùm. Thôi giờ con lỡ hết tiền rồi, không thiếu con luôn hả? Đây để gửi, gửi tiền. Lấy dùm lên gốc. Cầm dùm ấy. Tiền. Rồi không cho thiếu thì gửi tiền nha. Rồi rồi chúc cô với chị mua may bán đắt nha. Dạ chào cô nha, con không thiếu nha. Dạ hả? Không, em không quay. À, chào chị, chào chị. Cái Facebook em tên gì? Dạ bước chân miền Tây. Bước chân miền Tây đã hậu vô coi. Dạ dạ trên YouTube á. YouTube á. Dạ. Mà tối mai tối mốt gì mới có chợ của mình. Dạ. Tại em đi nguyên ngày và tối mới về. Dạ rồi chào chị. Cho cái tụi cưng cũng có tiền. Dạ. Dạ vô ủng hộ qua lại đi. Chị bán gì? Chị bán cái này. Dạ. Bán đồ Tết nè. Kìa có bị ba lô gần góc ơi. À, có ba lô nữa không? Kìa có túi sách đâu kìa, mua luôn đi. Ủng hộ cái túi sách đi. Chị quá vui vẻ rồi. Nè mấy cái túi giống ông lên quải nè. Đó, anh gốc anh đặng anh đi anh đựng tiền, anh đi chợ anh đựng tiền. Đây, tiền nhiều lắm. Nhỏ nhỏ mà không có cái nào bự hết trơn rồi. Dạ, bây giờ giống mấy em vậy nè, em xách vậy nè. Nè. Có không? Bự bự giống các em. Kìa, ô cái đó đẹp kinh gốc. Cái bự nè. Rồi, mua không? Cái đó là khoảng bao nhiêu hả chị? Cái này hả? 150 là cái giá kìa. 150 một túi. Sao được không? Được không? Nhiều lắm, nhiều chữ á. Biết ông thích cái nào thì ông lấy cái đó. Ừ, cái đó cũng được đó. Ờ cái này im nè, lấy đi. Ờ cái đó bao nhiêu chị? Rồi 150 rồi bỏ bọc cho ảnh đi luôn chị. Bỏ bọc luôn. Rồi, xong chưa? Có tiền hả? Chỉ có bán đồ trang trí Tết đó nè. Nhìn mấy cái này là thấy nung nung vui vui hay không khí Tết. Rồi chào chị, chúc chị mua may bán đắt nha. Rồi. Ôi con chào chú. Rồi chú bán đồ trang trí Tết. Chào chị. Dạ. Bán đồ chơi ha. Dạ. Ồ, ở đây có cái hẻm này là đi gửi xe. Ở đây có bán chiếc. Đây là cái đường chính đi vào chợ nè bà con. Ở phía sau có khu nhà lồng. Cái cổng chợ nằm ở đây nè. Ở giữa chợ, cái trên đây có cổng chợ Cái Mơn trên đây nè. Ôi, trái cây luôn. Quá nhiều luôn. Rồi cái đường vào khu bán chính thì hơi hẹp. Hello hello. Happy New Year, Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chị bán đồ tộc hóa ha. Dạ sáng giờ bán được ha chị. Dạ chị mình là chợ của mình là mấy giờ là bán là đông nhất. Mấy giờ là bắt đầu đông rồi. Giờ này đó ha là khoảng 8 giờ trở lên. Đúng rồi. Tới chiều còn đông không chị? Không. 3-4 giờ chiều. Ít lại ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ quê. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ cảm ơn mà. Dạ cảm ơn nổi tiếng cực kỳ luôn. Thấy quen không? Quen không? Quen không? Quen không? Thấy mình quen không? Quay hết đi được rồi. Đi quen ha. Đây là khu nhà lồng chính hả bà con? Ở ngay cái góc chợ có quán nhang đèn đồ cúng. Đó, bây giờ mình sẽ khám phá khu nhà lồng. Dạ dạ YouTube. Đây.
Ôi quá trời mà nhiều ở đây bán xôm luôn anh Gốc. Hả? Đầy đủ các mặt hàng ha. Đúng rồi. Rau, củ kiệu, củ hành. Cái này nè. Rồi chào chú, không là con khỏi quay đó phải không? Chú xua tay là khỏi quay. Ồ bên kia có một đường nữa nè. Ở đây là bán giày dép. Khu nhà lồng là ở trong đây thì hơi tối nha bà con. Ôi con chào dì, cho con quay đặc sản miền Tây nghe dì. Mắm cá lóc. Dạ. Yeah. Mắm này bữa nay là bao nhiêu một ký hay gì? 150 một ký. Dạ. Yeah. Còn mắm này là mắm này là đu đủ. Dưa gan hả? Dạ, yeah. Này là mình giá sao hay gì? 60.000 ký. Còn đây mắm cá chốt nè, ngon lắm nha bà con. Là bao nhiêu một ký hay gì? 100.000 ký. Dạ. Yeah. Rồi con cảm ơn dì nha. Đặc sản miền Tây nha bà con. Quá là nhiều đồ ngon luôn. Ờ, Sáu Ngọc, em là gian hàng của dì hả? Có tên không? Bà Khía Cà Mau. Dạ. Yeah. Rau củ quả. Thôi bí gợ được bọc lại nè. Hôm nay mình không có giao lưu được nhiều ha. Rồi để một tí ra ngoài kia coi chợ cá có đặc sản gì ha. Hello mấy chị. Hello. Ôi 2-3 người bán luôn hả? Ôi quá đắt luôn. Ủa bánh mì dài thon luôn kìa. Lạ quá mua đi anh hả? Mì này bánh mì chợ lách dài cỡ 2 cây số. Bánh mì đó gọi là bánh mì gì em gái? Dạ, bánh mì ngọt. Bánh mì ngọt hả? Ủa bánh mì dài kìa nha. Cũng gọi là ngọt luôn hả? À, có bánh mì mặn không? Có hả? Đâu bánh mì mặn đâu? Trời đất ơi, anh về anh cắt muối vô là thành mặn cũng được quá ha. Bao nhiêu một ổ? 5 ổ. Rồi 10.000 hả? Rồi. Hỏi là phải mua đó. Hỏi là phải mua đó, hả? Trời ơi, không mua là quánh lên luôn hả? Ôi, con gái cảm ơn là dữ quá ta. Rồi lấy anh 2 ổ đi. Nghe bị quánh sợ quá à. Quay là phải mua đó. Quay cô gái là chắc không có dám mua cô gái đâu. Rồi vẫn vui nè. Rồi gửi tiền cho em gái nè. Rồi vậy đi cho khỏi bị đánh. Thấy ghê quá à. Hôm nay giờ cảm ơn, bị gái cảm ơn hù luôn. Rồi chúc em mua mai bán đắt nha. Rồi em gái ơi, anh mua gọi nha. Anh mua gọi nha, đừng đánh nha. Kẹt xe luôn. Kẹt xe luôn. Ra khỏi nhà làm đi. Ừ, có anh trai kìa. Hello anh trai. Nhiều lắm con. Mấy ông này ở đài truyền hình Hà Nội vậy nè quay đó. Ở đài truyền hình siêu phố vừa quay nè. Giới thiệu đi với Hoành Trắng Lợi lên. Quảng cáo Hoành Trắng Lợi bán một mình hả anh trai? Dạ. Bán một mình hả? Bà xã đâu? Ờ rồi cưng vợ quá ha. Bỏ nhà ra đây bán mình lên ha. Quá trời em luôn rồi. Vẫn chung hả? Rồi quá trời em luôn ha. Rồi chào anh trai nha. Dạ cô đưa ra Mỹ không nha? Dạ con quay là đưa tới Mỹ luôn á. Ờ qua tới Mỹ luôn á. Ôi chào em gái, hello nè đó. Nè lên phim nè cho gia đình mình lên phim nè. Hello em gái bên đây luôn nè. Em gái bên đây bán cái gì ta? Em bán cái gì?
lẩu chê với mì xào. Ồ, ngon quá ha. Gần hết rồi. Là gần còn có nhiêu nữa là hết rồi ha. Rồi, quá yên, bán đắt quá, bán giỏi quá luôn. Cần người phụ không? Dạ không. Hả, tưởng cần người phụ anh gửi cái anh đó là ở lại phụ em, chịu không? Dạ, không có hỏi em gái cần người phụ không? Dạ. Kìa, con gái, hello con gái. Ủa sao mặt miếu rồi? Mất cả. Tuột. Thôi rồi, chú không quay, chú không quay, chú không quay, khóc luôn. Trời ơi, con gái. Hẹn thùng ha. Rồi, chào em gái nha. Rồi, chào. Đây, qua bên cho giáp giáp cái cảnh chợ bên đây luôn, cho bà con lên phim luôn. Là con chào gì, lên phim luôn. Ồ, dạ, cho mấy dì lên phim luôn nha. Dạ, mấy dì ở chợ cảm ơn. Rồi, con chào dì, hello. Sáng giờ bán được mấy chỉ vàng rồi dì? Dạ, sáng được ba chỉ hả? Cười. Rồi, nói trúng tim mà cười. Dạ. Quá trời vui luôn. Ôi, hello, chị bán khoai lang. À, không quay, quay thôi. Rồi, chị khó, chị không cho quay. Rồi, giáo cho giáp luôn, mình quay xuống khu chợ cá nha. Hello, hello, mấy cô bán đồ gãy. Dạ, cho mấy cô lên phim luôn. Sáng giờ bán được hàng hay cô? Ủa, thấy người ta đi chợ đông mà. Dạ, chào cô luôn nè, cho cô lên phim luôn nha. Cô bán rau ở chợ Cái Mơn. Sáng giờ bán được ha cô? Bán hết rồi. Dạ. Tết người ta đi bán kiển hết chưa? Tết người ta đi bán kiển hết rồi hả? Dạ. Dạ. Nói con nghe coi. Cái quần ống xăng sổ thì khổ không? Trời ơi, xăng quần lên như là khổ đó hả? Dạ. Sao có thấy ngồi vậy là thoải mái luôn á. Đúng chắc người miền Tây của mình ha. Rồi cho chị này lên YouTube luôn nè, chào chị. Sao vậy? Sao không cho lên? Thôi mình đẹp mà mình lên đi. Lên đi cho người nước ngoài người ta coi mình luôn. Sao thôi? Xấu hả? Có, em quay là bao đẹp như gái 18 luôn á. Nó vui chứ, chào chị nè, chào gái nè, đó, rồi em đi nha. Rồi em đi à. Rồi không hối hận nha. Em đi. Em đi là không hối hận à. Rồi chào chị. Dạ. Rồi. Anh em mình đi cho xuống mé đường sáng sủa nè. Đây là bán điểm tâm. Chợ quê. Ôi, ủa chú bán gì ta? Mũ gòn hả chú ha? Mũ gòn hả chú? Hết rồi, chú bán giỏi quá nè. Trời ơi, mới giờ này là hết sạch hàng rồi, quá giỏi rồi. Ôi, bà cô bán bắp kìa, ăn bắp không anh Góc ơi? Chào chị bán bắp. Ngại hả? Thôi vậy thôi, mình quay mấy trái bắp đi. Trời, giờ người đẹp không cho quay, mình quay trái bắp đi. Trái bắp này cũng đẹp nữa nè. Bao nhiêu một trái chị đẹp? Hả, em muốn hộ cho. Mua hai trái bắp nè. Hả? Ngại không cho, không trả lời luôn kìa. Còn bắp không? 5 ngàn một trái hả? Trái. Rồi bán cho hai trái đi. Hai trái bắp đi. Trời ơi, mất cỡ muốn chết luôn. Lâu lâu được lâu lâu được lên tivi. Dạ, thôi lấy hai trái bắp đi. Lấy hai trái bắp đi. Trời ơi, người đẹp mà trái bắp cũng đẹp nữa nè. Ở sao mà chết? Nổi tiếng hả? Rồi lấy hai trái bắp. Rồi thiếu luôn đi. Thiếu luôn đi. Thiếu đi. Đó, người ta ngại rồi mình đứng mình nhây nhây cho người ta ngại luôn chứ sao giờ. Em gái, đó người ta ngại mình đứng mình nhây nhây cho người ta ngại luôn đi. Bao nhiêu tiền? Quên rồi. 10 ngàn hả? Rồi đây gửi tiền nè, quá trời mất cỡ luôn rồi. Rồi, cảm ơn chú, hình như con gái cảm ơn ai cũng ngại gì hết trơn hả chú? Dạ. Dạ. Sao? À, đúng rồi. À,
bán giùm á hả? Ờ bán giùm này gì mất cỡ rồi. Rồi chào luôn nè, chào người bán giùm luôn nha. Bán giùm luôn. Tính là quay cho vui. Đây cũng có bánh quê hương nữa nè. Có bán giùm ở đây không em gái? Rồi bánh da lợn, bánh bò, bánh tiêu. Chủ đi mất tiêu luôn rồi. Đây là bánh quê nha. Đi làm mẫu hả con? Đây bên đây là mấy cái sọt thịt heo đó. Cái gì chứ mấy cô, mấy cô bán thịt heo vui, ta vui vẻ lắm. Thử coi nha. Hello cô bán thịt heo. Chào chị. Ờ chị ngại luôn rồi, không trả lời luôn rồi. Đây dòng bên đây là chắc có lẽ là khu bán chợ cá đâu cô? Thấy bán thịt heo mà không thấy bán cá. À dãy này là bán cá hay chú? Dạ dạ. Dạ dạ con đi quay cảnh chợ không có gì hết. Đây dãy bán cá nè. Ôi. Ôi chợ đây xây qua xây cũng lịch sự quá ha. Ủa hết cá luôn hả chị? Hết rồi. Bán ở trên cái kệ nè. Cao ráo sạch sẽ. Ôi chào cô bán hải sản. Hello chị. Dạ. Quá trời hải sản tươi ngon luôn. Dạ đây 88. Thấy quay phim hết biết đường thối tiền luôn rồi. Dạ biết rồi. Dạ. Đưa con nhiêu? 202. Thấy quay phim hết biết đường thối tiền luôn. Gung hết luôn. Gung hết trơn rồi. Chồng đâu kêu chồng ra bán tiếp. Đi Mỹ rồi. Dạ. Chồng đi Mỹ rồi. Chồng đi Mỹ hả? Chồng đi Mỹ hả? Thiệt không chị? Em quay là nhiều người bên Mỹ coi lắm, biết đâu chồng chị coi thì sao? Đi Mỹ thiệt không? Chồng chị hả? Hay đi Mỹ Tho. Mỹ Tho. Mỹ Tho. Cái này chích đây tới khu bán cá nè. Ở chợ Cảm Ơn thì mình thấy cá sông cũng ít ha. Dạ lên YouTube. Chợ mình bán đặc sản cá sông cũng ít ha chị. Chủ yếu là bán cá nuôi. Cá nuôi là cá. Em thấy ở đây gần sông nè, ở dưới đó là sông gì chị? Sông Cái Mơn luôn. Dạ rồi. Dạ dạ. Cá chơi nè. Dạ dạ. Cá lóc. Rồi còn một tí nữa là mình gạo hết cái khu nhà lồng này luôn nha. Khu mình thấy bán thịt heo nhiều nhất. Cá thì ít lắm. Rồi ở đây có cái bắt đầu có cá rô nè, cá rô đồng nè. Có một cô bán cá rô đồng. Cá lóc đồng hả chị? Ồ em gái cá chèn hả? Ờ nãy giờ có mình nên gian hàng này là bán cá đồng nè. Rồi chào cô bán hải sản. Hello hello. Ờ à, tới đây con nhà nói cô chợ rồi. Ôi hello chị bán thịt heo. Cái vụ gì cho chị nổi tiếng luôn. Được không, chịu nổi tiếng không? Hả? Không có bán thịt heo được không, chịu nổi tiếng. À, không chịu làm ca sĩ hả? Chị nói chuyện cho mắc cười ha. Cho dạ cho nổi tiếng mà không chịu hay chú chịu bán thịt heo mà. Rồi chào chị, giúp chị mua mai bán đắt nha.
Nói vậy chứ không có nổi tiếng đâu, đừng sợ. Ở đây có một cái con cua đi ra là chạy xe vô. Ôi quá trời mất luôn này. Ôi mất tết, mất tết quá ngon rồi. Mất gừng, mất gừng. Nhiêu ký chị? 120 một ký. Gừng quá ngon luôn, mất tết, mất tết. Đây nữa là hết, đường này là hết chợ rồi hả chị? Dạ dạ. Ôi đây có cô bán quần áo xinh đẹp nè. Hello người đẹp. Hello hello. Sáng giờ bán được mấy trăm bộ quần áo rồi. Sáng giờ bán được con em gái. Được im ha, tao mình sắm đồ Tết cũng đông ha. Nay gần Tết rồi. Đồ Tết hôm nay mình à đúng rồi, YouTuber á. Dạ cũng có đó mà. Có ha. Có gì? Đồ Tết á. Đúng. Đúng rồi, hôm nay là mấy cái chợ là đang thiếu hàng bán Tết á. Với lại mấy tháng dịch đâu có làm việc đâu. Những chỗ đồ mối rồi hàng cũng ít nữa. Rồi. Rồi, chúc em gái mua may bán đắt nha. Năm mới phát tài luôn. Happy New Year, bye bye. Bye bye. Bye bye. Ơi đây có một cái bến. Cái bến lên ghe nè. Đây là theo thông tin đây là chợ sông Cái Mơn. Sông Cái Mơn cặp con sông, cảnh sông nước ha bà con. Chợ mà cặp mé theo con sông thì nhìn nói chung là nhìn rất là đậm chất miền Tây luôn á. Đây cũng là cái nơi đưa lên. Rồi bên kia có cây cầu mà bị ngược nắng này nè. Ôi, đến đây thì chắc có lẽ là clip khám phá chợ Cái Mơn cũng là cái chợ đầu tiên của mình và anh Gốc Nhà Quê ở tỉnh Bến Tre. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã xem nha. Nhớ like và ủng hộ cho mình cũng như là ủng hộ cho kênh YouTube của anh Gốc Nhà Quê. Chào khán giả anh Gốc ơi. Bye bye bà con nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con những tập tiếp theo. Bye bye, anh em đi về.